Xin chào tất cả quý bà con nông dân trong chân dây. Hôm nay công ty Long Huệ xin gửi đến quý bà con nông dân một video chia sẻ về các bước chuẩn bị đất trước khi mình xuống giống chân dây. Thì bước đầu tiên đó là chúng ta cày ải. Bước thứ hai là chúng ta tiến hành bón vôi tọa. Thì bà con lưu ý là nên bón vôi tọa. Thứ nhất là vì giá thành nó rẻ và thứ hai là nó đúng bản chất của vôi. Đây là một bước đơn giản nhưng rất là cần thiết. Chúng ta bón vôi lần một là sau khi mà chúng ta cày ải phơi đất thì liều lượng bón là khoảng tầm 700 cho tới 1000 kg trên 1 hectare. Và bón lần hai sau khi mà chúng ta cuộc hố chuẩn bị hỗ trồng thì chúng ta bón lại lần hai với liều lượng khoảng 0,5 kg trên hố. Dùng của vôi đó là xử lý vấn đề nấm bệnh trong đất và nâng cao độ pH giúp cây hấp thu tốt nhất vấn đề dinh dưỡng. Bước thứ ba đó là chúng ta tiến hành bón lần. Và bà con lưu ý là đối với vùng Tây Nguyên nói chung thì chúng ta nên sử dụng lưng băng điện để bón lưng. Thứ nhất là cung cấp một lượng lưng cho đất và thứ hai là xử lý vấn đề cải tạo đất. Lý do chúng ta sử dụng lưng băng điện là vì đối với chất đất đỏ ba gian ở khu vực Tây Nguyên thì mang tính axit cao. Nên vậy, vì lý do vậy nên chúng ta sử dụng lưng băng điện sẽ đưa cái mức pH về mức trung tính, đó là cái mức mà cây trồng hấp thu tốt nhất. Và chúng ta sử dụng phương lưng lâm thao trong một số môi trường như là đất ruộng mang tính kiềm cao thì chúng ta sẽ sử dụng cái phương lưng lâm thao. Bà con nên tránh làm ngược lại sẽ làm giảm độ pH đất và ảnh hưởng không tốt đến cây trồng. Trên đây là ba bước để tiến hành xử lý đất trước khi trồng chân dây. Video tiếp theo thì mình sẽ làm một video chia sẻ về các bước xử lý hố chân dây trong hố trước khi mà xuống giống chân dây, thì mời quý bà con nông dân cùng theo dõi. Bài chia sẻ của mình đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay, mọi người có thể nhấn theo dõi kênh để nhận được những chia sẻ từ công ty chúng tôi. Hãy chia sẻ để mọi người cùng biết và cho ý kiến nhé. Xin chào tất cả bà con nông dân.